Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục bị hủy sâu. Sau scandal tình ái, lộ mối quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình, Hiền Hồ bị đông đảo khán giả quay lưng. Dù vẫn tham gia sự kiện, nhận show hát, hoạt động nghệ thuật của cô ít nhiều bị cản trở bởi vết nhơ khó rửa trong quá khứ. Tối ngày 29 tháng 3, show diễn của cô và Trịnh Thăng Bình tại Hạ Long bị hủy do khán giả phản ứng. Tối ngày 29 tháng 3, quán cà phê tại Hạ Long, Quảng Ninh thông báo hủy đêm nhạc có sự góp mặt của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình diễn ra vào 22:04. Phía đơn vị tổ chức gửi lời xin lỗi khán giả vì những thông điệp chưa chuẩn xác, khách quan và cho biết sẽ chú trọng hơn đến những giá trị nghệ thuật mà công chúng đang mong muốn và hướng tới. Về vé dự, quán cà phê cho biết sẽ hoàn trả tiền hoặc đổi cho những show diễn tiếp theo. Trước đó khi đăng tải thông tin mời Hiền Hồ diễn và nhận nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng, quán cà phê gây phẫn nộ nêu quan điểm đi ngược với đám đông. Cụ thể, khi đáp trả ý kiến muốn ban tổ chức hủy show, từ chối chi tiền cho nghệ sĩ vướng scandal nghiêm trọng về đạo đức, phía quán cà phê cho hay có những khán giả không quan tâm đến đời tư, chuyện cá nhân của nghệ sĩ, họ chỉ đơn giản thích ca khúc, giọng hát đó thôi. Về đạo đức chúng tôi không bàn vì không có tư cách bàn luận và phán xét người khác. Bạn không phải người phán xử. Giá tiền chúng tôi đưa ra vẫn có người chi trả để booking, bởi với họ chuyện cá nhân riêng tư của ca sĩ không phải điều họ quan tâm. Cái họ quan tâm là nghệ thuật. Chúng tôi không book ca sĩ để kể chuyện đời tư mà book ca sĩ hát phục vụ khán giả yêu mến họ. Từ dòng bình luận này, đơn vị tổ chức nhận phải mưa gạch đá từ cộng đồng mạng, nhận đánh giá 1 sao, các bài đăng trên trang thu về nhiều lượt cảm xúc phẫn nộ. Xin đừng mời nghệ sĩ dính bê bối về quán của bạn. Xin hãy góp phần vào cuộc sống văn minh và né tránh những lối sống bị xã hội chê bai. Lên án, coi thường khán giả, coi thường ngay chính những người nuôi sống các bạn. Các bạn không quan tâm đến đời tư nghệ sĩ nhưng các bạn phải quan tâm đến phản ứng khán giả. Con giáp thứ 13, nghệ sĩ nhân cách, đạo đức có vấn đề thì khán giả chúng tôi không thể chấp nhận được, nhiều bình luận gay gắt của cư dân mạng để lại. Để làm sự việc dịu lại, quán cà phê trên đã xóa bài tranh luận, lựa chọn hủy show và gửi lời xin lỗi tới khán giả. Không chỉ Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình cũng liên đới bị hủy show. Ngày 27 tháng 3, Trịnh Thăng Bình đăng tải hình đi ăn cùng Hiền Hồ khiến nhiều khán giả tỏ ra thất vọng. Kêu gọi bỏ theo dõi nam ca sĩ vì chơi cùng gương mặt tai tiếng. Tính đến thời điểm này, giọng ca khác biệt to lớn tụt hơn 8.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Rõ ràng, việc hợp tác cùng Hiền Hồ bước đầu đã gây ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật nam ca sĩ. Đây không phải là lần đầu Hiền Hồ bị hủy show sau scandal. Hồi tháng 11 năm 2022, show tại đêm nhạc chào tân sinh viên của Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải gạch tên Hiền Hồ vào phút cuối bởi có nhiều sinh viên phản ứng không chấp nhận nghệ sĩ có hình ảnh không trong sạch lên biểu diễn.